Tết đến rồi anh em ơi, hãy nhớ đến shopmoviet.vn mua nick giá vừa rẻ, vừa nhiều skin nha. Và đừng quên nhớ tham gia sự kiện Tết cực kỳ hấp dẫn nhé. Chỉ có tại shopmoviet.vn, shop liên quân uy tín, giá rẻ, chất lượng. Hai cờ đờ này lần cuối nha. Chắc là cay lắm đây chị em bà con cô bác ơi, nhưng mà kệ bé Alice đi, bởi ngày hôm nay mình sẽ chơi Ride On bé điêu thuyền Way nha. Điêu thuyền Way cũng vừa comeback xong, chắc chắn anh em yêu thích điêu thuyền Way và những bản nhạc Ride On sẽ săn trong cuộc này và tạo nên những pha cá sở s từ xa. Sao đi chim nha. Thực sự xin lỗi bạn rất là nhiều, mình chỉ nước tay theo truyền thuyết thôi, không cố tình nha, chỉ là vô tình thôi đấy anh em ơi. Ý, vẫn sờ ca đờ được. Sao đi bạn nha, lần sau mình cứ thế là tiếp tục luôn. Bởi vì thực sự là ông trùm mega hit bà hoàng ca hét chúa tể ăn hôi mô vào Việt mà anh em ơi. Mà nói vui thôi, bởi vì thực ra thì hôm nay mình chơi điêu thuyền mà điêu thuyền bây giờ cũng chỉ là vị trí đi hỗ trợ thôi, chứ mà đi mid không có ngon. Thực sự con này đầu game có thể chơi được nhưng mà đến cuối game khó chơi. Và thậm chí là đầu game cũng không hề dễ chơi, bởi những pha đóng băng của anh em đâu có dễ được. Bây giờ các bạn khả năng né chiêu rất là tốt. Và đặc biệt hơn là các bạn dùng mấy con tướng nó cơ động cao qua đóng băng kiểu gì đây anh em ơi. Thành ra phải đúc đùng, sau đó mình mới đóng băng dễ dàng được nha. Tuy vậy, sắp tới sẽ là một cái điều rất là tuyệt vời mặt trời đối với anh em yêu thích điêu thuyền. Đó chính là sự thay đổi mới của điêu thuyền. Tổng thể ở đây tóm tắt là điêu thuyền sẽ được tăng sức mạnh rất là nhiều và chơi dễ hơn. Dễ hơn cực kỳ nhiều anh em ơi. À, Van Hên lại bị chạy, chạy, chạy điêu Van Hên ơi. Liên tục là bị chim bay và cuối cùng thì vẫn là điêu thuyền KS mạng. Sau đi chim nha, lần sau tiếp tục phát huy dí tiêm bạn chạy tuyệt quần, sau đó thì mình ăn hồi. Hay, Yasuo liên tục là những pha có mạng của Alice mà lần thứ ba rồi, mình bảo rồi đâu có thể là lần cuối được hả Alice ơi. Còn nhiều lần nữa nha, cho đến khi là banh cái nhà chính của tiêm bạn. À không, đang nói vấn đề về thay đổi sức mạnh của điêu thuyền đúng không anh em ơi. Ở đây lớn nhất đó là cái chiêu cuối nó thay đổi. Cái chiêu cuối của điêu thuyền sẽ thay đổi, các bạn vừa xài chiêu cuối vừa chạy bộ được, vẫn di chuyển bình thường. Bây giờ ấy, mình xài chiêu cuối chỉ có tốc biến mới di chuyển được vị trí của mình thôi. Chứ sau phiên bản mới, sau cái cập nhật mới thì các bạn có thể là vừa chạy vừa xài chiêu cuối được, vừa xài chiêu 2 vừa xài chiêu 1 được. Và đặc biệt hơn nữa là khi mà các bạn dùng chiêu cuối, cái sát thương của chiêu cuối tấn công lên tướng địch lần thứ ba thì nó sẽ đóng băng tướng địch. Trời ơi, lần thứ ba hay lần thứ tư nhỉ? Chắc là lần thứ tư anh em ơi, sẽ đóng băng tướng địch. Ơi với các bạn chạy theo tướng địch, thế là tướng địch bị đóng băng, thế là gây thêm sát thương. Anh em dùng thêm chiêu 2 đóng băng chiêu 1 nữa, trời ơi, trời ơi. Rất là dễ chơi và chắc chắn sẽ là vị tướng khá là im ba trong thời gian sắp tới nha. Ơi ôi, Yasuo lên hơi 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 cao, sao đi bạn. Và đấy dùng cầu băng ngao nhây đóng băng của mình. Và mình đóng băng quả thứ hai thì cũng hơi lỗi một tí. Cái khả năng đóng băng của mình cũng hơi kém nên thành ra là chơi điêu thuyền không có mạnh. Không biết là anh em biết điêu thuyền bây giờ chơi sao, chứ mình thấy là điêu thuyền bây giờ chơi không có mạnh. Khả năng gánh team không có tốt, khá phụ thuộc vào team. Team đánh tốt thì điêu thuyền mới thể hiện sức mạnh dễ được, chứ team đánh không tốt một cái đến cuối game là điêu thuyền chẳng có tác dụng gì anh em ơi. Thực sự nó không có tác dụng thời điểm cuối game hết em. Nên là thôi, các bạn chuyển qua chơi con tướng khác chơi cho dễ, hoặc là đợi sắp tới điêu thuyền thay đổi sức mạnh thì anh em có thể là chơi điêu thuyền nhé. Hay, trời ơi, trận này Queen Anne không làm được gì luôn. Nhưng mà hết sức cẩn thận nha, team bạn đợi late game để Alice có đồ. Tuy vậy Alice chưa có đồ, chỉ thấy phít thôi. Alice có đồ, Ivy có đồ, hai vị tướng sẽ carry team bạn thời điểm cuối game. Rất là nguy hiểm anh em ơi. Vì vậy late game thì mình vẫn có Tunen, Yasuo late game không hề yếu đâu anh em ơi. Đấy,
Hay hay hay. Tuyệt vời Tunen ơi, bá đạo, thêm cái mạng của bạn Adi, bật cái trục cuối lại, chạy đường nào. Hay rồi anh em ơi. Thế trận này chắc chắn chúng ta sẽ slow ball được, mà cố gắng slow ball đi. Vì Tunen cũng xanh sớm rồi. Quyền bây giờ là phế nha anh em ơi. Quyền vương thì không có tác dụng nhiều trong cái thế trận này đâu. Về về bà ơi, về ngay. Hết chiêu hết cả rồi thì về đi. Mình lại sắp có chiêu cuối này, đúng đây là lúc đùng combo anh em thấy này. Combo bây giờ của Điêu Thuyền thì mọi người nhớ thực hiện cái combo theo kiểu là chiêu 2 xong, đặt theo hướng di chuyển của tướng địch, chặn đầu, rồi mình dùng chiêu 1 để làm chậm tướng địch, tướng địch sẽ dễ trúng cái dính cái chiêu 2 của mình. Đấy, chứ mà bây giờ anh em đặt kiểu kiểu là chiêu 1, chiêu 2 rất là khó luôn nha. Đấy, đấy, đòi chạy, chạy làm sao được. Đấy, combo cũng chỉ có thể thế thôi. Và nó sẽ là hiệu quả hơn, bởi vì khi mình dùng chiêu 1 thì tướng địch thấy mình đổi, thì dùng chiêu 2 xong thì sẽ khó đóng băng nhé, đặc biệt mấy con tướng cơ động kiểu AD. Ok, nói chung là cách chơi thì vẫn rất là không có gì đáng nói, nhưng mà cái độ hiệu quả thì cũng là tùy tình huống thôi, và cũng tùy trường hợp, và nên thành ra là khá là phụ thuộc vào những pha tình huống. Mình phải biết đúp lùm hay, di chuyển hay thì mới chơi hiệu quả Điêu Thuyền được. Và đến cuối game thì chân một cái chiêu cuối của Alice đặt vào đầu mình thôi, chắc là mình đi luôn đi. Và đam của Alice nơi game nó to hơn mình rất là nhiều anh em ơi. Đó, anh em chơi con trợ thủ chơi thả cho Alice còn hơn chơi bé Điêu Thuyền nha. Nhưng mà nói gì sắp tới thay đổi mới là cũng cực kỳ ngon đấy anh em ơi, chắc chắn sẽ hứa hẹn sự comeback mãnh liệt của bé Điêu Thuyền. Ôi, Tunen mà sai như này rồi, chơi sao bây giờ đây? Quinian thì chắc là hết đường về bà ơi. Ok, anh em nhớ là comment vị tướng tiếp theo để mua Việt chơi nha. Những comment của anh em đã định hướng content để mình làm clip đấy anh em ơi. Rất là mong cái sự hỗ trợ của anh em khi mà đưa ra ý tưởng làm clip. Chứ hiện tại mình đa phần chỉ làm theo những cái sự thay đổi mới của tướng, trang phục mới của tướng và những sự yêu cầu của anh em thôi. Anh em mà không yêu cầu là không biết làm cái gì luôn ý. Những yêu cầu tướng tiếp theo anh em ơi, chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Và các bạn chưa có click chơi game cùng bạn bè thì nhớ lên shopmoviet.vn nha. Anh em nào bị mất mất click game Nico Mobile, anh em muốn comeback trở lại game Nico Mobile thì nhớ là lên shopmoviet.vn ủng hộ Mobile Việt nha. Thôi, có khi là chúng ta lên em trận đấu này chú không? Tình hình là team bạn chỉ biết gọi là ôm trụ thôi, mà ôm không có được, dính băng của mình là cho lên bảng đánh số luôn. Quinian thì sao dám móc lốp được, mình có mắt mà. Ôi vô phá nhà luôn, ngắm chi bà ơi. Ý, Quyền Vương ra. Ý, ghét quá, bắt được bạn Yasu rồi. Thôi phá nhà đi, phá nhà. Ơ kìa. Thôi thôi, thôi xong rồi anh em ơi. Bé Điêu Thuyền, Rayon, Rui lên bản đến số mất tiêu rồi. Nhưng mà trận đấu cũng kết thúc và video của mình cũng kết thúc rồi anh em ơi. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ nhé. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.